thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018, mới 23 am, GMT cộng 7, video Antover như tin đã đưa, Trung tá Lê Tú đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, chủ nhân của chiếc xe sang Mercedes mang biển kiểm soát đi ngược chiều tại hầm Kim Liên là của công ty cổ phần vật tư nông sản. Đội cảnh sát giao thông số 3, Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy mời đại diện công ty cổ phần vật tư nông sản lên trụ sở làm việc về vấn đề này. Trao đổi với Đất Việt, ông Lê Đức Khổng, 59 tuổi, lái xe biển ngũ quý của công ty cổ phần vật tư nông sản xác nhận, chính ông điều khiển chiếc xe Mercedes mang biển kiểm soát đi ngược chiều hầm Kim Liên vào chiều ngày 5 tháng 8. Chiếc xe do ông Khổng điều khiển đi ngược chiều hầm Kim Liên chiều ngày 5 tháng 8. Ông Khổng cho biết, với kinh nghiệm 40 năm làm nghề lái xe, bản thân ông xác định được hành vi lái xe ngược chiều của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ông Khổng cho rằng cần phải xác định tình trạng cụ thể dẫn tới hành vi vi phạm của mình. Chiều ngày 5 tháng 8, khi tôi đang chở xếp DTP Hà Phòng, quan hầm vượt Kim Liên thì gặp vụ tai nạn trong đường hầm, chưa có lực lượng chức năng tới giải quyết nên tình trạng ách tắc giao thông trở lên trầm trọng, ông Khổng kể. Vừa có việc gấp, lại thêm có nhiều ô tô, xe máy đi cùng làn đường quay đầu xe đi ngược chiều tại hầm Kim Liên nên ông không đã quyết định làm theo mọi người. Sếp cũng yêu cầu tôi quay xe đi ngược chiều để giải quyết việc riêng, hơn nữa cũng có nhiều người làm như thế nên tôi mới quyết định làm theo chứ cũng biết hành vi của mình là đang vi phạm luật giao thông đường bộ, ông Khổng nói. Trước thông tin vi phạm của mình có thể bị xử phạt từ 800.000, 1 triệu, 200.000 đồng và tước bằng lái xe 3 tháng, ông Khổng cho rằng điều này đã được pháp luật quy định hiện hành. Ông Khổng bày tỏ, cơ quan chức năng cũng cần có cái nhìn khách quan về sự việc, vì sao tôi quyết định đi ngược chiều để có mức giải quyết thoát đáng. Thời điểm đó, cũng có nhiều người lái xe đi ngược chiều như tôi chứ không phải có mình tôi như thế. Có lẽ họ thấy tôi lái xe đắt tiền, biển số đẹp nên mới chú ý. Tách, xe Mercedes, biển ngũ quý, đi ngược chiều trong hầm Kim Liên, xe Mercedes, biển ngũ quý.